Tốt hơn sống một ngày tinh tấn tận sức mình. Đó là khổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dù cha qua xa xà tăng chi quê, cú si tô hi nào uy vô, e ca hăng chi vì tăng say vô, ví đi gia ma ra bà tổ đan hèn. Trăm năm sống có ích gì, dễ vui biến nhát ly bì sát thân. Khởi tâm nỗ lực tinh cần một ngày như vậy muôn phần tốt hơn. Đó là khổ thơ của Hòa Thượng Như Đức. Và cảm ơn Vinh Vác Cana đã bớt bài ạ. Và xin mời Sức Tina. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tư nữ, con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc câu pháp cú số 112. Dù cháu quát xa xa tăng trừ về, khu si tù hi nó quy rít vô, e ca hằng chi quyết tăng say vô, quy rít mà ra phát tù đàn hằng. Ai sống 100 năm lười nhác không tinh tấn, tốt hơn sống một ngày tinh tấn tận sức mình. Của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dù cha quanh xa xa tăng chi quê, cư si tu hi đa quy lý vô, ê ca hăng chi tăng chi quý tăng xây vô, quy lý gia ma đa phố tu đàn hằng. Dù cha quanh xa xa tăng chi quê, cư si tu hi đa quy lý vô, ê ca hăng chi quý tăng xây vô, quy lý gia ma đa phố tu đàn hằng. Trăm năm sống có lợi ích gì, dễ vui biến giác ly bì sát thân. Khởi tâm nỗ lực tinh cần một ngày như vậy muôn phần tốt hơn. Của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ em con kính tri ân quý sư, quý bà, quý cô tu nữ và đạo tràng, con kính mời vị kế. À, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp và ơn Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng tọa Minh Hạnh và Đại Đức Tuệ Đức. Con kính đảnh lễ quý bà quý cô tu nữ. Con kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên. Và con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài câu pháp cú 112. Yo cha quát sa sa tăng trì quê cú si tô hi na quỳ ri đồ ê ca hằng quỳ quy tăng xây dô quy ri ya mà ra pha tô đàn hằng rồ cha quát sa 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 tăng quỳ chi quê cú si tô hi na quỳ ri đồ ê ca hằng quỳ chi quy tăng xây dô quy ri ma quy ra ma ra pha tô đàn hằng. Ai sống 100 năm lười nhác không tinh tấn một ngày tinh tận sức mình. Đấy là của bạn bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dù cha qua xa xa tăng chi về cũ cú si tô hi na quy ri yo ê ca hăng chi quỳ tăng xây vô quỳ rê ma ra pha tô đàn hăng rô cha quát xa xa tăng chi quê cú si tô hi na quỳ rê rô ê ca hăng chi quỳ tăng xây vô quy ri ra ma ra pha tô đàn hằng. Trăm năm sống có ích gì, dễ duôi biếng nhác ly bì xác thân. Khởi tâm nỗ lực tinh cần một ngày như vậy muôn phần tốt hơn. Đấy của bản dịch Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con đã đọc xong, con xin kính mời vị kế tiếp ạ.
Dạ, sa thú kinh cảm ơn Sít Quang Thanh. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Thầm Ma, Dạ Nam mô Sang Ca, Dạ. Con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính lễ giáo pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 112. Vô cha quát xá xá tăng chi quê, cú si tô hí ná quỳ rí vô, ê ca hằng chi quý tăng xây vô, quý rí giá ma ra pá tô đan hằng. Vô cha quát xá xá tăng chi quê, cú si tô hí ná quỳ rí vô, ê ca hằng chi quý tăng xây vô, quý rí giá ma ra phá tô đàn hằng. Vô chá quá xá xá tăng chi quê, cú si tô hi ná quỳ rí vô, ê ca hằng chi quý tăng xây vô, quý rí giá ma ra phá tô đàn hằng. Ai sống 100 năm lười nhác không tinh tấn, tốn hơn sống tốt hơn sống một ngày tinh tấn tận sức mình. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Trăm năm sống có ích gì, dễ vui biến nhát ly bì sát thân. Khổ nỗ lực, khởi tâm nỗ lực tinh cần. Một ngày như vậy muôn phần tốt hơn bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và cảm nhân đã ôn bài xong, bến mời bàn tay của cô tu nữ Tự Duyên. Dạ mời cô. Dạ sa thú Linh Thai. Dạ cảm ơn chị. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Thầm Ma, Nam mô Sang Kha. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức. Kính lễ quý tu nữ và thân chào quý thiền nam tín nữ. Dạ cảm ơn Nhật Quỳnh Hàng Đông đã cho biết nghe rõ. Dạ bây giờ Tự Duyên xin kể kinh pháp cú số 112. Dạ cảm ơn Quỳnh Quỳnh Thanh Hạnh. Vô cha quát xá xá tăng chi quê, cú si tô hi nắp vi vô, ê ca hăng chi quý tăng say vô, quý đi giáp mà rắc phát tô đành hăng. Vô cha quát xá xá tăng chi quê, cú si tô hi na quy di vô, ê ca hăng chi quy tăng di vô, quy di gia ma ra phát tô đan hăng. Vô cha quát xa xa tăng chi quê, cú si tô hi na quy di vô, ê ca hăng chi quy tăng say vô, quy di nha ma quy di gia ma ra tô đán hăng. Ai sống 100 năm lười nhác không tinh tấn, tốt hơn sống một ngày tinh tấn tận sức mình. Phổ thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu. Vô chá quát xá xá tăng chi quê, cú si tô hi na quỳ đi vô, ê ca hăng chi quý tăng say vô, Giri-yam-ma-rác phát tô đành hằng. Trăm năm sống có ích gì, dễ vui biến nhát ly bì sát thân. Khởi tâm nỗ lực tinh cần, một ngày như vậy muôn phần tốt hơn. Phổ thơ Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, Tự Duyên đã kể. Dạ, bây giờ thấy tín hiệu của Huynh Quách Thanh Á. Dạ, kính mời Huynh ạ.
Sa thu lần thầy kính cảm ơn cô tu nữ Tuệ Duyên. Nam mô Phật-tha-ya, Nam mô Tham-ma-ya, Nam mô Sang-kha-ya, kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ chư đại Đức Tăng trong đạo tràng, kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Dạ con xin được thể kinh pháp cú số 112. Dạ cảm ơn Sít Rạng Đông, Sít Nhật Huỳnh cho Sít cô tu nữ Tuệ Duyên cho biết nghe đó. Yo cha vát sa sa tăng chi vên cú si tô hi na vi ri yo e ca hăng chi vi tăng say yo vi ri ya ma ra pa tô đan hăng yo cha vát sa sa tăng chi vê cú si tô hi na vi ri yo e ca hăng chi vi tăng say yo Viriya mara pato danhang yucha vasa satang chive kusito hina viryo ekahang chivitang sayo viriya mara pato danhang. Ai sống 100 năm lười nhác không tinh tấn tốt hơn sống một ngày tinh tấn tận sức mình. Bản dịch của Ngài Minh Châu. Trăm năm sống có ích gì, dễ ruôi biếng nhác, ly bì sát thân. Khởi tâm nỗ lực tinh cần, một ngày như vậy, muôn phần tốt hơn. Bản phổ thơ của Ngài Giới Đức và Nam Mô Phút Tha Giá, còn xin được xuống mít. Án mời Sết Ta, Nhật Huỳnh tiếp theo thôi. Nó thế nào không thấy ai hết nữa. Mời. Dạ sa thú kính cảm ơn Vinh Quát Tha Ná. Dạ cảm ơn Sức Rạng Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam Mô Bích Tha Giá, một lần nữa con thành kính lãnh lễ Chư Tân Đức. Con thành kính lãnh lễ Đại Đức Minh Mẫn cùng Chư Tân Đức vừa quan lâm vào đạo tràng. Rồi, vừa chào sư xong sư đã mất tiêu. Dạ cảm ơn Sức Nhà Trần Đạo cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu, kính cảm ơn Quang Thanh. Dạ con xin được ông bài câu pháp của kinh số 212. Dạ cảm ơn Minh Quách Thanh Á cho bài học. Yo cha quá sa sa tăng chị quê cú sĩ tơ hi na quý ri dơ ê ca hăng chị vi tăng xảy dơ quý ri giác ma ra phát tơ đàn hằng giờ cha quá sa sa tăng chị quê cứ si tơ hay na quỳ đi giờ ệ cả hằng chị vi tăng xảy giờ quỳ đi gia ma ra phát tơ đàn hằng. Dạ cho con xin đọc lại lần nữa. Giờ cha quá sa sa tăng chị quê cứ si tơ hay na quỳ đi giờ ê ca hằng chỉ vi tăng xảy giờ quý đi gia ma ra phát tờ đàn hằng. Ai sống 100 năm lười nhác không tinh tấn tốt hơn sống một ngày tinh tấn tận sức mình. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Quên nữa, Nguyên Tịnh ơi, Nguyên Tịnh có nghe được âm thanh Nhật Bình không? Có ôn bài không thì xin đưa bàn tay. Nguyên Tịnh ơi, Nguyên Tịnh còn trong đạo tràng không? Nè, con xin được kể, hình như là Nguyên Tịnh rời room rồi. Yo cha wa sa sa tang chi we ku si to hi na quỷ ri yo e ca hăng chi vi tang say yo vi ri ya ma ra phat to dan hăng. Yo cha wa sa sa tang chi we ku si to hi na quỷ ri yo ê ca hăng chi vì tặng say dơ vị đi gia ma ra phát tơ đan hằng. Trăm năm sống có ích gì, dễ vui biến nhát ly bì sát thân.
khởi tâm nỗ lực tinh cần một ngày như vậy muôn phần tốt hơn. Và đây là bản hộ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức Nhục Bình, kính cảm ơn đạo tràng. Sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Tuệ Đức đã từ bi hoan hỷ tiên phong ôn bài Pháp Quốc Kinh số 212. Nhục Bình kính cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên Vinh Quách Thanh Á, Cẩm Vân, Quang Thanh, Thi Na, Xích Trần Đạo, Xích Trần Đông đã hoan hỷ ôn bài. Dạ, không biết con sót vị nào không? Dạ, nếu con sót kính mong quý vị hoan hỷ cho Nhục Bình. Dạ, Nam Mô Bích Tha. Dạ, dạ, bây giờ thì con đã thấy đại đức Minh Mẫn vào đạo tràng rồi. Dạ, sư có ổn định chưa bà sư? Sư cho con một tín hiệu, con xin thay mặt đạo tràng để cung thỉnh sư thuyết giảng bài học ngày hôm nay à. Nam Mô Bích Tha. Dạ, Nam Mô Tham Ma. Dạ, Nam Mô Sang Kha. Dạ, Nhục Bình kính mời quý vị cùng với Nhục Bình nắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư. Không biết sư có nghe được không? Không, hãy cho tín hiệu. Dạ, Nam Mô Bích Tha. Dạ, Nam Mô Tham Ma. Dạ, Nam Mô Sang Kha. Dạ, Nam Mô Ta Sa Pha Ga Va Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bồ Tát Sa. Nam Mô Ta Sa Pha Ga Va Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bồ Tát Sa. Nam Mô Ta Sa Pha Ga Va Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bồ Tát Sa. Phạm Thiên Vận ngầm nuôi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Biết lòng mở đạo dạy đời, nhắm phương lộc gia ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thinh dư pháp từ, đó là nhóm kiều chẳng như, được niệm hương vị hù dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giác vẹn toàn, một lòng chân thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ăn phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn đi, tôi mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam Mô Bích Tha. Dạ, dạ con xin sám hối với đạo tràng, lúc nãy con thấy có đại đức Minh Mẫn vào rồi, rồi sư trở ra sư vào lợi, mà bây giờ thì con không còn thấy nick của sư, mà con và mình nờ con cũng không có thấy sư online. Một là đừng truyền sư có vấn đề, hai là chùa cúp điện rồi quý vị ơi. Dạ, con thật lòng sám hối với đạo tràng. Dạ, do con thấy sư vào sư ra, rồi sư vào nên con tưởng là sư còn ở trong đạo tràng. À, vậy bây giờ Nhật Quỳnh chắc phải mời Rạng Đông. Rạng Đông ơi, Rạng Đông có thể cầm mic được một lát không? Để sư online thì Nhật Quỳnh cầm mic thỉnh sư được không Rạng Đông? Dạ, dạ mời Rạng Đông nha. Cảm ơn Rạng Đông rất là nhiều. Idam ko pana bhikkhave dukkham ariya saccham jatipi dukkha jarapi dukkha thủ lành thai. Kính cảm ơn Xích Trạng Đông. Nam Mô Bích Tha. Giá và một đứa con thành kính đại đức Minh Mẫn vừa trở lại đạo tràng. Giáo sư có nghe được âm thanh con không bạch sư? Dạ, cảm ơn Rạng Đông. Giáo sư có nghe được? Dạ, con thấy tín hiệu của sư rồi. Dạ, con xin sám hối với sư, lúc nãy con thấy sư vào sư ra, sư vào, con tưởng sư
sư đang ở trong đạo tràng nên con thỉnh pháp sư rồi. Bây giờ con xin thay mặt đạo tràng thỉnh kính đảnh lễ tuân thỉnh đại đức minh mẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng duyên sự và ý nghĩa câu pháp quốc kinh số 113. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ Nhật Quỳnh kính cảm ơn Quỳnh Quát Thanh Á cho bài học. Con kính nhân mịch đến sư ạ. Dạ sa thú lần thay kính cho Nhật. Dạ kính tri ân quý vị đã cho biết là âm thanh nghe rõ. Nam mô Bụtthaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và tăng chúng. Kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức hiện diện. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, thân chào chư Phật tử. Lúc nãy chúng tôi vô rồi mà không có nghe, nó cứ nổi lên cái dòng chữ là gì the voice connecting gì đó, không nghe gì được hết, cái chúng tôi tắt thoát ra rồi sau cái nó đứng máy luôn, thành ra phải restart máy lại cả. Mà cái máy này khởi động nó hơi chậm, thành ra là cũng gần phút. Định cô Vi mà cổ bye bye mình cái đó, ổn ổn cái đi thay cái ổ đĩa cái. Thế là chúng ta cũng mất hơi nhiều thời gian rồi, thành ra bây giờ chúng ta tranh thủ để học bài này. Hôm nay chúng ta học câu kệ pháp cú số 113. Dạ sa thú kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh. Dạ cũng không thỉnh thoảng nó cũng vậy. Đây xem như là một cái thử thách cho mình, một cái quả khổ. Vậy thì cái quả khổ này nó có thể trổ rất là nhiều cái khía cạnh ở trong đời sống của mình. Câu kệ pháp cú số 113 có 4 đoạn. Đoạn thứ nhất: Yo cha wa sa sa tăng. Yo cha wa sa sa tăng. Yo cha wa sa sa tăng chi quê. Yo cha wa sa sa tăng chi quê. Đoạn thứ hai: Apa sang udayapayang. Apa sang udayapayang. Đoạn thứ ba: Eka hăng chi quý tăng xây vô. Eka hăng chi quý tăng xây vô. Đoạn thứ tư: Pasato udayapayang. Pasato udayapayang. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ này. Ở trong đoạn thứ nhất chúng ta thấy gồm có 4 từ. Từ đầu tiên vô, vô là ai hay là người nào, đây là quan hệ đại danh từ. Trong trường hợp này là làm chú. Những từ này chúng ta đã rất là quen thuộc rồi, thành ra chúng tôi sẽ đi rất là nhanh. Từ thứ hai, Wasasatang. Wasasata chia theo đối cách. Wasasatang là 100 năm. Từ thứ ba, chi quê. Chi quá tí. Chia theo chủ cách là vô, ngôi thứ ba số ít. Khả năng cắt. Thành ra có cái hình thức là chi quá tí là sống. Chi quê là có thể sống. Chúng ta bước sang đoạn thứ hai.
Đoạn thứ hai có hai từ, từ đầu tiên apassang. Apassang. Apassang là không thấy. Passang là thấy, mà á tiếp đồng ngữ phủ định, thành ra là apassang là không thấy. À, thì chữ thấy ở đây đó không phải là thấy bằng nhục nhãn xin thưa quý vị, mà thấy đây là thấy bằng tri kiến. Passati là thấy bằng tri kiến. Chữ tiếp theo Udayabhyam. Udayabhyam là sự sanh và diệt. Udaya là sanh lên. Rồi Abhya là sự diệt đi. Hai từ này ghép lại cái mình dịch đó là sự sanh và diệt. Đoạn thứ ba. Đoạn thứ ba chúng ta thấy gồm có hai từ, từ đầu tiên cái đoạn thứ ba này có ba từ á. E ca hăng nè, rồi chi quý tăng nè, rồi xây vô. E ca hăng là e ca cộng với là hăng là e ca là một, hăng là ngày, a là ngày. E ca hăng là một ngày. Rồi chi quý tăng là sự sống hay là đời sống. E ca hăng chi quý tăng là sự sống hay là đời sống một ngày. Xây vô giống như tiếng Anh là better, better. Là tốt hơn hay là hơn. Rồi chúng ta bước sang đoạn thứ tư. Đoạn thứ tư chúng ta có hai từ. Từ đầu tiên Passato. Passato ở đây đó là hiện tại phân từ mà chia theo cách thứ sáu. Hiện tại phân từ là Passanta. Mà chia theo cách thứ sáu thành ra nó có cái hình thức là Passato. Hiện tại phân từ nó chia giống như là quan tú vậy đó, xin thú vị. Phát ra quan tú. Phân gốc Tô đó là của Đức Thế Tôn. Passato là của người thấy. Udayabhyam chúng ta đã lấy nghĩa ở trên rồi, sự sanh và diệt. Bây giờ chúng ta mới cùng nhau dịch văn xuôi nè. Ở cái câu kệ này chữ chá ở đây là liên từ và, là có thể nối với các cái câu kệ ơn trước. Thì thành ra trong trường hợp này nè, mình không có dịch cái chữ đó cũng được. Mình bỏ cái chữ chá đó đi. Vô chủ cách nè. Người nào chi quê có thể sống. Người nào có thể sống. Nguyên cả một cái đoạn chúng ta thấy ba cái từ đó ha. Wasasatang apasang udayabhyam. Cái mình có thể sắp xếp lại. Người nào có thể sống nè. Apasang udayabhyam wasasatang. Là mình sắp xếp theo kiểu đó, tính từ đứng trước. Ở trong Pali là vậy quý vị, tính từ đứng trước. Bổ nghĩa cho danh từ đi phía sau. Người nào có vô, người nào chi quê có thể sống. Apasang udayabhyam wasasatang là 100 năm không thấy sự sanh và diệt. Thì ekahang chi quý tăng đời sống một ngày. Passato của người thấy. Udayabhyam sự sanh và diệt. Xây vô
tốt hơn. À, chúng ta dịch văn xuôi là như vậy. Rồi, kính tri ân cô Nhật Quỳnh đã hỗ trợ phần post bài đấy để bà con chúng ta cùng theo dõi kịp được phần chiết nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ Pháp Cú số 113. Tiếp theo, chúng con thành kính cung thỉnh chư Tôn Đức, xin được kính mời quý bà, quý cô tu nữ cùng chư Phật tử. Chúng ta hướng về Tam Bảo để làm lễ tán dương, rồi cùng nhau bước vào học phần 2 và phần 3 của câu kệ, tức là học về duyên sự và học về ý nghĩa của câu kệ. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Buddhang dhammang sangkhang namami. Namatthu ratanatiyassa. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Tăng. Phước báo phát sanh do sự cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt này, chúng con thành kính cúng dường đến chư Tôn Đức. Xin được chia điểm quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Nguyện cầu phước báo và chư Thiên hộ trì quý Ngài cùng quý vị được thân tâm an lạc trong suốt thời gian sinh hoạt Phật Pháp tại râm Pháp Cú Kinh. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học đến câu kệ Pháp Cú số 113. Câu kệ này nằm trong phẩm Sahasawakka, là phẩm ngàn, được Đức Thế Tôn thuyết giảng khi Ngài ngự tại Chê Tấu Á Ná, đề cập đến một cái cô thiếu nữ. Và cô thiếu nữ này nè, sau này mới có một cái biệt danh là Patachara. Và sau này nữa đó, trở thành một vị thánh ni đệ nhất về trì luật. Nói như vậy có nghĩa đó là ở trong kinh sách đó, không có cho mình biết cái lúc mà cô này còn nhỏ đó, cô tên là gì, tên cha mẹ của cô đặt đó là gì, thì ở trong kinh sách không có nói, mà chỉ biết cô này cũng có một cái biệt danh thôi. Thì cái biệt danh đó là có lý do. Thì lý do này đó được trình bày ở trong duyên sự, thì chúng ta sẽ hiểu được là tại sao cô này cũng có cái tên này. Tương truyền rằng cái cô thiếu nữ này nè, mình tạm thời gọi là cái cô thiếu nữ này đi, hoặc là cô thiếu nữ Patachara này cũng được, là con gái của một ông bá hộ rất là giàu có. Mà cô này đó thì cổ lại sinh ra trong một cái gia đình giàu có vậy đó, nhà cao cửa lớn. Thành ra đó là cha mẹ chăm sóc rất là kỹ lưỡng, cho cổ ở tuốt ở trên cái tầng cao của lâu đài lắm. Đó thì chắc có lẽ đó là ở trên mình rồi cô đơn buồn bã quá, cái thành ra đó là trong số những người hầu hạ đó thì có một cái cậu tôi trai, cũng có thể nói đó là điển trai. Thì thành ra đó là cô này cổ yêu cái người tớ trai đó đi. Rồi một thời gian sau đó, cái cha mẹ mới kiếm một nơi môn đăng hộ đối để mà gả cái cô này.
thì vì cổ đã yêu cái người tôi trai đó rồi, thì thành ra khi nghe cha mẹ nói vậy đó, cái bắt đầu cổ mới bàn với cái anh tôi trai đó đó, nói rằng cha mẹ sắp gả chồng cho em rồi, cho nên đó là em với anh phải trốn đi thôi. Thì hai người mới lên kế hoạch, cho nên đó là cô này cổ tìm mọi cách giả dạng cung nữ để lẻn ra khỏi tòa lâu đài, và hai người trốn đến một cái nơi xa. Thì khi mà nam với nữ ở chung với nhau thì tất yếu dẫn đến là có bầu có con. Lúc mà gần sanh con đó, thì cái cô này cổ thấy đó là mình ở đây đơn độc quá, cho nên đó là nói với chồng, xin chồng về nhà mẹ đẻ của mình, dầu gì nữa cũng là mẹ đẻ ra mình mà, thành ra là chắc không có đến đổi giết mình đâu, về có mẹ mình đẻ đó nó cũng an tâm hơn. Thì cô này cổ cứ năn nỉ hoài, anh này ảnh sợ nếu về đó đó là ông bà chủ á giết chết. Thì cô này cổ năn nỉ hoài không được, cái thành ra trốn. Thì anh này đó anh mới đi theo, và dọc đường đó thì cô này cổ chuyển dạ, cổ sanh ra được đứa con trai. Thì sanh ra rồi thành ra thôi giờ về nhà mẹ cũng vậy à, cho nên đó là hai vợ chồng ẵm đứa con quay về lại nhà của mình. Thời gian sau cổ lại có thai, gần ngày sanh đẻ cổ cũng lại năn nỉ ý ơi chồng về nhà mẹ sanh, chồng cũng giữ quan điểm vậy đó, về nhà mẹ vợ đó là chủ đánh chết, cho nên đó là dứt khoát không về. Thì cô này cổ cũng lại trốn để đi về nữa. Thì xin thưa quý vị đó là đi về dọc đường đó, thứ hai này nè, lúc về dọc đường đó, bắt đầu chuyển dạ chuẩn bị sanh, thì trời bắt đầu là kéo mây nè, sấm chớp đùng đùng, mưa to gió lớn. Cô này cổ nói anh chắc là không có về tới nhà mẹ được rồi, có thể phải sanh ở đây, cho nên đó là anh đi kiếm lá củi gì đó che đỡ cái chỗ để cho em sanh. Thì anh này mới cầm cái rựa đi đến cái hố đất giống như gần như cái là cái núi nhỏ nhỏ vậy đó, để mà chặt cây đó. Thì không may ở trong đó có một cái con rắn cực độc, nó bò ra nó cắn anh này chết tại chỗ. Thì cái cô kia đó là đang đợi chồng về nhưng mà chuyển dạ rồi đó, thì thành ra đó là sanh luôn. Sanh thì dĩ nhiên đó là rất là khổ cực rồi, trong mưa gió bão bùng sấm chớp tắt các nơi vậy nè, rồi còn có thêm một cái đứa con hơi lớn lớn nữa. Thì cổ này sanh ra mà, cho nên đó là nằm thiếp vậy đó, nằm thiếp đến gần gần sáng đó. Thì mới đi tìm ông chồng, men theo các cái dấu chân của ông chồng để lại đó, đó thì phát hiện ra là ông nằm cứng đơ lè rồi, một tay đó thì ôm đứa con mới có ngày, còn tay kia đó là dẫn đứa con hơi lưng lưng tí. Thấy giờ chồng là cái chỗ nương tựa của mình nè, mà bây giờ chồng chết rồi thì là thôi dẫn hai đứa con về cha mẹ. Đó, thì về tới đầu làng đó là thấy khói xa xa bốc lên. Và người ta cho hay đó là đêm qua đó mưa to gió lớn sấm chớp bão bùng vậy đó, đánh sập cái nhà của cha mẹ ruột của cái cô này, và làm chết cha mẹ cùng với người em trai luôn. Đó thì
Thử hỏi bà con ha. Chứ cái sự khổ dồn dập đến với mình vậy đó, thì cá nhân của mỗi người chúng ta nè, cảm nhận như thế nào? Có chịu nổi không? Rất là bấn loạn, xin thưa quý vị. Xin thưa quý vị, chúng tôi kể nó tắt ngang hết một chút rồi. Đó là sau khi thấy ông chồng ổng chết, cái bắt đầu ổng hay về đó. Thì khi mà về nhà mẹ đẻ của mình là phải đi ngang qua con sông. Sông đó tên là Chứ Đâu Có Ti. Thì vì hồi hôm đó là mưa to gió lớn quá, thành ra rồi bây giờ nước nó cao lên. Đó thì một tay ẩm đứa con mới sanh con đêm, rồi một đứa trẻ hơi lớn lớn nữa. Đó, cùng một lúc như vậy đó, với cái thân thể của cổ đang yếu đuối đó, thì không thể nào mà cả ba mẹ con qua sông cùng một lúc được. Cho nên đó là cổ mới bỏ cái đứa con mà mới sanh có ngày đó đó, nằm ở bên đây, dẫn đứa con kia đi qua trước, qua định bụng rồi là qua bên kia xong rồi quay về ẩm đứa này. Thì khi mà mới đi ra được giữa dòng sông đó, thì mấy cái con diều hâu đó nó thấy đứa bé mới đẻ ra có ngày giống như cục thịt đỏ vậy đó, là miếng mồi ngon, cho nên nó đến nó gặp. Thì cổ đang ra giữa dòng sông đó, thấy mấy cái con diều hâu nó tới nó gấp con của mình vậy đi, thì cổ hoảng quá, cổ đưa tay lên cổ hù 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 cho mấy cái con diều hâu đó nó bay đi. Nhưng mai về khi cổ thả tay cái đứa con lớn ra đó, thì nước nó cuốn trôi luôn cái đứa con lớn. Quay vô bờ thì diều hâu nó cũng bắt luôn cái đứa nhỏ rồi. Đó, thành ra là gì, chồng mới vừa chết à, hai con cũng đi theo luôn. Rồi cái cổ mới về đến đầu làng đó, thì hay tin đó là cha mẹ và em trai của mình cũng đi luôn. Đó thì cái sự khổ ha, mất người thân liên tiếp nó xảy ra vậy đó. Thì nếu mà với tâm trạng của mình thì sao xin thú vị? Có thể dẫn đến điên loạn, bi lụy. Có người đó mà tâm yếu yếu tí là chắc nguyên sinh luôn. Cái khổ này có thể nói đó là đạt đến cùng cực. Thì cổ này cổ trở lên điên loạn luôn. Mới đẻ xong mà thân thể còn rất là yếu đuối nữa, lội qua sông mà ướt át nữa, rồi là bị dây gai rồi khắp các nơi đó, nó cọ quẹt. Đi đường xa vậy đó, thành ra là áo quần rồi nó bay hết đó rồi. À, cái cổ xem như bây giờ trở thành lõa thể, đi lang bạc khắp các nơi vậy. Cái người ta thấy cổ vậy, cái người ta nói ôi cũng điên. Cái có người đó thì họ lấy trứng họ chọi, rồi có người đó thì họ lấy đất đá rồi cái họ hắt vô, họ xua đuổi đi. Thì xin thưa với quý vị đó, cái cô này đó, cổ đã tạo ba la mật độ đến 100.000 đại kiếp rồi. Đây là cái kiếp xem như là kiếp cuối cùng, kiếp chót của cổ. Cho nên nói theo cái kiểu thông thường người đời mình đó là trời xui đất khiến, khiến cho cổ đi lang thang và đi đến chỗ kỳ diệt. Ngay khi đó đó là cổ không có mặc áo quần chi cả. Và Đức Thế Tôn đó thì đang thuyết pháp. Đức Thế Tôn đó thì đang thuyết pháp. Đó, cái các người thiện nam tín nữ đang ngồi nghe pháp ở trong chùa đó, thấy cái cô này vậy đó, cái mới nói là cô này điên, ta đừng có để cho cổ vào đây. Đó thì theo bà con, nếu bây giờ đó thì là chúng ta không có gặp Đức Phật thôi. Nhưng mà có thể là chúng ta gặp các ngài Tam Tạng rồi này kia. Thì giả sử ha, bà con mà đang ngồi nghe pháp trước ngài Tam Tạng, hoặc là một vị cao tăng thạc đức nào đó đang thuyết pháp cho quý vị nghe vậy,
À, rồi quý vị thấy một cái người giống như cái cô này vậy nè, đi tới vậy đó, à, thì quý vị sẽ phản ứng như thế nào? À, có đứng lên la ó rồi vậy không? Không nên hả quý vị? Không nên hả? À, thành ra những cái việc làm của người thì, các cái thiện nam tín nữ này nè, à, thấy thì đẹp đó, tưởng đâu đó là mình thương Đức Phật lắm, bảo vệ Đức Phật. À, nhưng mà kỳ thật ra đó thì là cái việc làm này không có đúng đắn, à, vô ích, vô nghĩa. Đối với Đức Phật đó thì ở trên cuộc đời này không có ai có thể làm hại được Ngài. À, thành ra đó là mình lo bảo vệ mình đi, chứ mình bảo vệ Đức Phật làm gì? Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa nè, là mình đang ngồi nghe Đức Phật thuyết pháp mà, à, thì thành ra đó là gì? Mình phải cung kính Ngài nè, cung kính pháp bảo. À, còn cái chuyện của ai đó họ làm gì đó là kệ họ, à, sẽ có người khác họ giải quyết. À, mình làm như vậy đó, à, thì mới, à, là người Phật tử chân chánh, à, mới là người có tôn trọng Phật, tôn trọng Phật. À, nhưng mà mấy người này họ họ làm vậy đó, à, thì lúc đó đó Đức Thế Tôn Ngài lên tiếng, Ngài nói các thiện tín đừng có cản đường cô đó, để cho cô vào đi. Đó thì để cho cô vào đi, rồi cái Ngài mới dùng thần lực quy đức của một vị Phật khiến cho cái cô đó đó cổ tỉnh trở lại, cổ hết điên đó xin quý vị. À, thì khi mà cổ điên đó thì lõa lồ vậy, nhưng mà khi tỉnh ra đó, à, thì bắt đầu sao xin thú gì? Phát tâm tạm quý liền chứ, à, cảm thấy đó là hổ thẹn này kia cái nọ, thành ra rồi cổ lấy tay cổ che rồi cổ ngồi sụp xuống. À, thì lúc đó đó bắt đầu mới có một người thiện nam tín nữ nào đó họ quăng cho cổ một cái miếng choàng rồi cổ che lại. Thì cổ mới đi đến đảnh lễ dưới chân Đức Thế Tôn đó, mới bạch Ngài, à, xin Ngài hãy tế độ con, xin Ngài hãy giúp đỡ con. Cổ trình bày cái nguồn cơn đầu đuôi câu chuyện của cổ vậy đó. À, thì sau khi nghe xong đó, Đức Thế Tôn Ngài mới dạy, Ngài nói, này Pát Ta Cha Ra, Pát Ta Cha Ra. À, thì bây giờ nè, xin thưa quý vị, chúng ta mới tìm hiểu cái từ Pattachara có nghĩa là gì. Pattachara, Ngài Pháp Minh, Ngài dịch đó, là sa đọa. À, thì xin thưa quý vị đó, chữ sa đọa này đó, nếu mà dựa theo ý nghĩa của cái duyên sự này nè để dịch đó, à, thì cái cô này cổ đâu có đến đổi sa đọa xin thưa quý vị. À, theo quý vị đó ha, là cô tiểu thơ rồi lỡ thương người tôi nam, à, rồi bỏ nhà đi vậy đó, thì có bị gọi là sa đọa không? Nếu mà nói cái cô này là sa đọa đó thì hơi quá. À, thành ra đó là cái chữ Pattachara đó, nếu mà tách âm ra đó, à, thì Patta cộng với là Chara. À, mà Patta đó là y phục, à, còn Chara đó là đi lang thang. À, hay là tiến hành một cái gì đó. À, rồi ở trong cái bộ Proponem, ở trong đó thầy Ngộ Đạo, thầy dịch là người choàng xiêm y, à, hoặc là người choàng xiêm y đi lang thang. Người chọn xin đi lang thang. Đó. Nếu mà mình không có lấy theo cái nghĩa này đó thì mình cũng có thể đó, à, dựa theo cái ý nghĩa của câu này nè, mình nói đó là gì? À, là người phụ nữ, à, không có y phục. À, chứ còn theo chúng tôi đó mà dịch trở gì đó sa đọa thì nghe nó hơi nặng. À, thành ra là một, chúng ta giữ nguyên vậy. Còn hai, thì chúng ta lấy ý nghĩa đó là, à, à, người, à, đi lang thang mặc y phục, à, à, mặc xiêm y đi lang thang,
người mặc xiêm y đi làm Phật. Đó, thành ra đó là đây nè, xin thưa quý vị, đó là cái biệt danh của cái cô này, chứ không phải đó là tên cha mẹ đặt ha. Thành ra Đức Thế Tôn ngày dạy, ngày nói này Bát Cha Ra, con chớ đừng có bận tâm lo nghĩ, khi con nương nhờ ý lại vào các thân nhân á, thì họ chỉ có thể tế độ nè, giúp cứu con đến gần ấy thôi. Con hãy ráng nhớ lại coi, cũng như bây giờ con mất hai đứa con, một đứa bị diều hâu nó bắt đi, một đứa bị nước cuốn trôi, chồng đó thì bị chết giữa đường, cha mẹ và em trai đó thì bị nhà sập đè chết. Thì cũng thế đó, trong vòng luân hồi nè, con đã từng tan tóc khóc chồng, khóc con, khóc cha mẹ nè, khóc anh em vô số lần rồi, cho đến nỗi nước mắt của con đổ ra, nếu mà chứa lại đó thì nhiều hơn nước trong bốn đại dương, bốn biển. Đức Thế Tôn này dạy vậy. Rồi cái bắt đầu ngày, ngày nói này Bata Chara, đến cái giờ mà qua bên kia đó, hay là qua thế giới khác đó, thì dầu cho thân thích như chồng con ha, cũng không thể làm cái chỗ cứu giúp, chỗ nương nhờ hoặc là chỗ ẩn náu cho con được. Bởi thế cho nên trong giờ phút hiện tại đây nè, con hãy nương nơi trí tuệ nè, nương nơi giới nè, tự mình làm trong sạch cái đạo hướng đến Niết Bàn. Làm trong sạch đạo lộ hướng đến Niết Bàn. Nói vậy xong cái Đức Thế Tôn ngài mới ngâm lên hai câu kệ. Na santi putta ta na ya na vita na pi ban tha wa an ta ke na thi pan na sa na thi nya ti su na ta ya na ta na ta e ta mat tha wa sang nya toa pan di to si la sang vu to ni ba na ga ma nang mat gang khi pa me wa vi su tha ye. Hai câu kệ này đó, nếu mà mình dịch ra tiếng Việt là như thế này nè, là kết thúc cái đời sống, tức là chết. Chết. Na santi putta ta na ya, là không có cái sự bảo vệ từ con cái nè. Putta là con cái nè. Na pita là cha mẹ nè. Na pi cũng không, văn thao hoa là chồng. Nát thi nhà tì su ta na ta là không bảo vệ của thân bằng nguyên thuộc. Ê ta mắt thao hoa sang nhã toa, tức là sau khi mà hiểu ha, rõ ràng cái điều này đó, Pandito bậc trí, xây là sang vô tô trú vào trong giới. Khiếp bá mê quá, nhanh chóng quý sô tha dê, làm trong sạch, trong sáng, thanh tịnh. Niếp ba nó gặp mà năng mát găng, đạo lộ hướng đến Niếp Bàn. Đó, dạy vậy xong thì sao xin thú gì? Cô này cổ chứng đắc đạo quả, tu đạo quả. Và dĩ nhiên trong kỳ dư thánh chúng đó, đó cũng nhiều người chứng đắc được đạo quả, tu đạo quả. Sau khi cổ trở thành bậc thánh nhập lưu thì cổ xin xuất gia. Đức Thế Tôn cho xuất gia. Sau khi xuất gia xong một thời gian thì một lần nọ, bây giờ cô này đã trở thành là tỳ kheo rồi, thì mới gọi là tỳ kheo Patachara. Vì cổ là nữ thành ra là chia theo nữ tính Achara. Cổ mới cầm cái bình đĩa múc nước, cổ xối nước rửa chân.
thì khi mà nước xối chảy một chút đó, rồi nó đứng lại. Lần thứ hai đó thì nước nó chảy xa hơn tí. Lần thứ ba đó thì nước nó đi xa hơn nữa. Nước nó đi xa hơn nữa. Đó thì qua cái sự ngắm nhìn, để ý, quán chiếu cái đường đi của nước đó, cái cô này đó, cô mới thấy nè, những chúng sinh này nè, chết khi tuổi thọ còn ngắn như lũ cổ đó, giống như đó là nước xối ở cái xối lên chân lần đầu tiên đó, nó đi ngắn. Rồi họ chết khi tuổi trung bình, đó là giống như nước mà xối lần thứ hai nó đi xa hơn tí. Rồi họ chết khi hết nghiệp hoặc là hết phước, thì giống như đó là nước xối lần thứ ba nó đi xa hơn một chút. Nó đi xa hơn chút. Thì xin thưa quý vị, qua cái sự việc mà cổ ngắm nhìn cái hướng đi của nước, rồi nó tan, rồi nó biến mất, rồi cổ liên tưởng đến cái sự sanh ra và chết đi của chúng sinh, thì theo quý vị, khi đó là cổ thấy được cái gì của pháp vô biên, tướng vô thường. Tướng vô thường của pháp vô biên đấy, đúng không? Thì nương theo đó, Đức Thế Tôn Ngài mới hỗ trợ bằng cách đó. Là Ngài thì hiện thần thông đứng trước mặt của cái cô này đó. Rồi Ngài thuyết lên, Ngài dạy cho cổ, Ngài nói này Pát Ta Chà Ra, những chúng sinh giàu có sống 100 năm mà không có nhận thấy ra được cái sự sanh và sự diệt trong cái ngũ quẩn giống vậy đó, giống như cái cô đó cổ thấy vậy đó, thì không có bằng người chỉ sống trong một ngày, một sát na thôi, mà nhận thấy được cái sự sanh, sự diệt của ngũ quẩn. Nói vậy xong, Đức Thế Tôn Ngài mới thuyết cho cổ nghe cái câu kệ: Vô cha quá sát sát tăng chi quê a pát sang u đa yap ba yang e ca hăng chi quý tăng say vô pát sát tô u đa yap ba yang. Thì sau khi chấm cái câu kệ này nè, tỳ kheo ni Pát Ta Chà Ra đã chứng đắc quả đạo quả a la hán cùng với tứ tuệ phân tích. Và sau đó đó, cô này được Đức Thế Tôn ban cho cái địa vị là đệ nhất thánh ni trì luật. Trì luật đó xin thưa quý vị, bên ni đây cô này là đệ nhất trì luật, còn mà bên tăng đó thì ngạo bá ly. Đó là duyên sự của cái câu kệ này. Vậy thì từ cái câu kệ này mình học cái gì? Xin thưa quý vị đó, để thành tựu được bậc thánh thì buộc lòng, buộc lòng một ai đó, một người nào đó phải thấy được một trong ba tướng là vô thường, khổ, vô ngã. Và tùy vào cái cấp độ thấy vô thường, khổ, vô ngã đó rốt ráo hay không rốt ráo, để người đó đó có thể trở thành thánh thấp hay là thánh cao. Thánh thấp hay là thánh cao. Thì vấn đề ở đây đó là vô thường là gì, khổ não là gì, vô ngã là gì. Câu kệ này Ngài dạy đó là gì? Ai mà không thấy được sự sanh và sự diệt thì người đó đó sống có trăm năm hay là có một trăm kiếp hay là có một tỷ kiếp vân vân thì cũng không có giá trị. Không có giá trị. Chỉ với ai, với người nào đó, đó mà thấy được cái sự sanh, sự diệt của pháp. Cụ thể đó là sự sanh, sự diệt của năm uẩn, của ngũ uẩn. Thì người đó đó trong một ngày hay là một sát na thôi thì vẫn tốt hơn. Thì cái chữ tốt hơn ở đây mình hiểu là sau khi mà thấy được cái sự sanh sự diệt rồi trở thành bậc thánh thì dĩ nhiên đó là thánh phải tốt hơn là phạm rồi. Thì cho nên đó là gì?
phàm đó là giàu cho sống cả mấy trăm, mấy ngàn, mấy tỷ cái quả đất đó, mà cũng vẫn cứ còn là phàm vậy, làm sao mà tốt bằng thánh nữa. Thánh là tốt hơn, là đúng rồi. Cho nên mình tu hành, tu tập làm phước như thế nào đó đó, mà để mình có được cái sự tiến bộ đó, thì cái tiến bộ sau đó đó nó sẽ tốt hơn cả tiến bộ trước. Nhưng mà xin thưa quý vị đó, dầu cho tiến bộ cỡ nào đi nữa mà khi mình vẫn còn phàm đó, mình vẫn còn phàm đó xin thưa quý vị, thì khi đó cái tiến bộ đó đó nó vẫn còn bị lui sụp. Nó vẫn còn bị lui sụp. Thành ra đó, nếu bà con chúng ta đó mà có nghiên cứu cái bộ Yamaka đó, tức là bộ sóng đối ở trong tạng Atidam đó, thì qua cái bộ đó, đó ở trong chú giải dạy cho chúng ta biết đó, từ vô thủy luân hồi cho tới bây giờ chỉ năm cõi. Nếu mà mình là phàm thì sẽ thú vị ha, mình là phàm thì trừ năm cõi tịnh cư ra, trong 31 cõi mình đã từng đặt chân đến 26 cõi. Điều đó có nghĩa là cái gì? Cõi phi tưởng, phi tưởng xứ mình cũng đã từng đặt chân đến. Cõi địa ngục A Tỳ mình cũng đã từng đặt chân đến. Điều đó có nghĩa rằng là gì? Từ vô thủy luân hồi cho đến bây giờ nè, con kiến mình cũng đã từng làm, ác ma thiên tử mình cũng đã từng làm, thậm chí đó là vị phạm thiên phi tưởng, phi tưởng xứ mình cũng đã từng mà. Chỉ có gì? Thánh là mình chưa từng thôi. Nhưng mà mình có tốt hơn được không xin thưa quý vị? Không. Nói ở kiếp này thôi ha. Khi mà mình chưa có biết đạo á, thì lúc đó đó là mình vẫn còn nghĩ rằng là cái miệng này của mình, cái thân này của mình, cái đầu óc này là của mình, cho nên mình muốn nói gì đó, đôi khi mình thích chửi người ta là mình chửi, mình nói láo lường gạt gì mình cũng có thể làm. Mình nghĩ rằng cái thân này là của mình, cho nên mình đánh đập, mình giết hại con này con kia. Cái đầu óc này là của mình, cho nên muốn suy nghĩ gì là suy nghĩ. Đó thì lúc đó đó là mình tạo thân nghiệp bất thiện, khẩu nghiệp bất thiện, ý nghiệp bất thiện vô số. Nhưng mà đến khi mình hiểu đạo rồi đó, khi mình hiểu ra nghiệp bất thiện những cho quả khổ, mình không muốn bị khổ, thành ra nó là gì? Mình thu thúc mình nhìn giữ thân hành, khẩu hành, ý hành của mình cho nó trong sạch thanh tịnh hơn tí. Thì thử hỏi bà con vậy cho mình có tiến bộ không? Có đó, có tiến bộ chứ sao không được. Bây giờ mình tốt hơn rồi, có phẩm chất đạo đức hơn tí nè. Có thực hành thân thiện hành, khẩu thiện hành, ý thiện hành, như vậy có nghĩa là gì? Tình thương, mến thương của mình đối với chúng sinh đó nhiều hơn. Thì tức là gì? Là mình được nhiều người ta mến mộ, ta thương mình hơn thì là mình tốt hơn rồi. Nhưng mà cái tốt này nè xin thưa quý vị, cái tiến bộ này nè, nếu ha mà không có đủ khả năng hỗ trợ để mình thấy được cái sự sanh và sự diệt của ngũ uẩn hay là của pháp vũ vi đó, tức là không có hỗ trợ để mình thấy được tướng vô thường, tướng khổ, tướng vô ngã đó, thì cái tiến này nè có khi nó bị lui sụp. Dạ, nó bị lui sụp đó, và nó cứ lên rồi xuống, lên rồi xuống vậy đó. Cái thành ra trong bộ Yamaka mới nói đó là trong 26 cõi chưa có cõi nào mà mình chưa có từng đặt chân đến hết á. Tức có nghĩa đó là mình cũng đã từng là vua, mình cũng đã từng là hoàng hậu, mình cũng đã từng là con gà, con vịt, con kiến. Đó, quý vị thấy không? Là lý do gì? Cái tiến bộ này của mình nè ha, nó bị lui sụp. Dạ, nó bị lui sụp. Đó thì thành thử ra ở cái chỗ đó đó, cái tiến bộ mình đã có rồi đó, thì mình phải phát triển nó lên nữa. Dạ, mình phát triển nó lên nữa. Theo quý vị ha, cái cô Patachara này nè, cô Patachara này nè, là có một ngày hay là có chừng mấy phút ngồi đó, mấy phút hồ cổ dội nước lên cái chân của cổ rớt xuống đó, rồi cổ quan sát vậy đó, thấy là nước nó chảy chút xíu rồi nó biến, nó chảy xa hơn tí xíu rồi nó thấm vô đất, nó biến, nó chảy xa hơn tí xíu nữa rồi nó thấm chất đất vô, nó biến. Cái quà đó đó, cái cổ thấy ra được đó là pháp vũ vi
vô thường, biến hoại đổi thay, có rồi không, không rồi có, đó cái cõi chứng đắc A La Hán. Vậy theo bà con chứ có tu có chút xíu đó thôi, là tu có ngày đó thôi, không đâu xin thưa quý vị, không phải vậy đâu. Cổ đã thực tập, cổ đã tu tới 100.000 đại kiếp, đó là cổ tu từ cái thời Phật Padumuttara, rồi đến thời Phật Kassapa, rồi đến thời Phật Gautama này. Thì tu sao ạ? Cái tướng vô thường, khổ nữa ha, vô ngã đó, đây là tướng của pháp hữu vi, thành ra nó thể hiện ở tất cả các cái khía cạnh ở trong đời sống của mình. Lời nói mình nói ra cũng là vô thường, khổ, vô ngã. Tay mình hua, cái đầu óc mình suy, tay mình hua múa, cái đầu óc mình suy nghĩ nè, cuốn sách nè, cuốn tập, tivi, tất cả mọi thứ có trên cuộc đời này cũng đều biến hoại đổi thay. Mà biến hoại đổi thay đó thì tất yếu đó là dẫn đến khổ. Biến hoại đổi thay đó, đó không tự dưng, mà biến hoại đổi thay đó đó nó phải có cái lý do. Yeah, nó phải có lý do. Đó thì cái lý do đó mình gọi là tính lệ thuộc lẫn nhau. À, thì đó là vô ngã đó chứ gì. Ở trên cuộc đời này không có cái gì là đơn nhất cả. Một đơn vị của sắc pháp hay là một đơn vị của danh pháp là nhỏ nhất đó xin thưa quý vị, nhưng mà cũng không có đơn nhất. Đơn vị sắc pháp nhỏ nhất cũng phải là tám, tám sắc bất ly. Đơn vị nhỏ nhất của danh pháp đó, thì cũng phải là tám. Ta là một cái tâm với là bảy sở hữu tự tha biến hành, tổng lại là thành tám. Từ cái chỗ đó, đó mình thấy là ở trên cái cuộc đời này không có một cái gì là đơn nhất cả. Mà nó phải có nhiều yếu tố hợp lại thì nó mới hình thành đến. Thành ra đó là ở đây mình hiểu cái vô thường này, là sao? Vô thường là biến hoại đổi thay. Mà biến hoại đổi thay này nó thể hiện ra ở cái chỗ như thế nào? Có khi đó thì mình thấy nó sinh ra rồi nó diệt mất đi, nhưng mà có khi đó xin thưa quý vị, mình không thấy nó sanh ra, mà mình chỉ có thể thấy nó đang diễn tiến thôi, rồi nó mất đi. Ví dụ như giờ chúng tôi nói nè, thì buộc lòng là gì? Phải có cái luồng hơi từ trong phổi nó đi ra, nó đi qua các cái thanh quản, rồi các cái thanh ở trong tạo ra âm thanh đó, thì nó mới tạo cái thành cái âm thanh lời nói này. Đó thì cái hơi thở nó đi ra từ đâu đó mình không biết, mình không thấy được đâu. Mình chỉ có thể là xác định được ông này ông đang nói. Và rồi khi mà ông ngưng nói một cái thì là hết nói. Như là cái room này đó mình mở thì có thể thấy được, xin thú gì. Đó là một ai đó, đó là 6 giờ lên mở cái room lên. Thì khi đó đó là mình thấy được cái room này đã đang sẵn đời. Đến đúng giờ cái đóng cái room này thì là cái room này nó tắt đi. Nhưng mà có những sự việc, sự kiện, hiện tượng ở trong đời sống này mình không thấy nó sẵn, mà mình chỉ thấy nó đang diễn tiến và nó diệt đi thôi. Và nó đang diễn tiến và nó diệt đi thôi. Vậy thì trong trường hợp mà mình không có thấy nó sanh đó, thì mình ghi nhận ở cái giai đoạn nó đang diễn tiến rồi nó đi. Và xin thưa quý vị đó, mình phải tập ở mọi khía cạnh trong đời sống này, nói nè, làm nè, suy nghĩ nè, ăn nè, đi nè, đứng nè, nằm nè, ngồi nè, mặc áo nè, mặc quần nè, đi toilet vân vân. Tất cả các hoạt động mình đều phải có cái sự ghi nhận. Thì lúc đó đó mình mới thấy được nó đang sanh lên, hoặc là mình thấy nó đang diễn tiến. Rồi khi nó không còn diễn tiến nữa đó thì mình mới biết là nó mất đi. Mình phải tập vậy đó, xin thú gì thiệt. Cái cô mà ta cha ra này nè, cô đã tập vậy đó tới 100.000 đại kiếp. Cho đến khi
cái sự thực tập đó nó chín mùi nhờ một cái sự gợi ý của cổ. Cổ thấy ra được cái sự biến hoại đổi thay này, tức là thấy ra được cái tướng vô thường này. Mà cái tướng vô thường này lần đầu tiên cổ thấy đó, lần đầu tiên cổ thấy đó là cái lúc mà Đức Thế Tôn ngài thuyết cho cổ hai câu kể đó. Chồng, con, cha mẹ, anh chị em, những cái đó không có bảo vệ được mình đâu. Mà chỉ có cái gì, cái thiện nghiệp á, là cái công hạnh tu hành của mình đó, mới bảo vệ được mình thôi. Thì từ cái chỗ đó cổ mới thấy ra được đó là chồng chết, con chết, cha mẹ chết, anh chị em chết, đó là một cái điều tất yếu. Cứ cái gì ở trên cuộc đời này, sự vật, sự kiện, hiện tượng có sanh ra tất yếu phải bị mất đi. Cổ thấy ra được vậy, nhưng mà cái lần đầu tiên thấy đó đó chưa khiến cho cổ hết tham, tức là cũng còn chút thích thích. Thì thành ra cổ mới chứng được tới Tu Đà Quán thôi. Lần thứ hai cổ quán qua những cái giọt nước nó đi xuống, rồi mới liên tưởng ra đến cái sự biến hoại đổi thay của một đời người đó. Thì từ cái chỗ đó cái cổ mới từ bỏ hết mọi cái sự thích thú, thì mới thành tựu được đạo quả A-la-hán. Thành tựu được đạo quả A-la-hán. Thì quý vị, theo quý vị ha, là vô thường rồi nó riêng biệt, hay là trong vô thường có khổ não, trong vô thường có khổ não, có vô ngã? Xin thưa quý vị, cả ba này đó nó đều nó tồn tại chung, chứ không có riêng đâu. Nhưng mà tùy thuộc vào cái hướng tu tập của mình thiên về vô thường hay khổ hay vô ngã, thì lúc đó đó một trong ba tướng này nó hiển bày rõ ràng hơn. Chứ còn đó là gì, cả ba cái này nó là một. Vậy nói vậy đó là mình phải hiểu sao vô thường là biến hoại đổi thay, mà nói cho nó gọn hơn tí đó là gì, sanh ra diệt mất đi, đó là vô thường. Vậy thì khổ não nó thể hiện đâu? Xin thưa quý vị đó, cái sanh ra đó đó chính là khổ, cái diệt mất đó chính là khổ. Khổ này đó là nói theo hành khổ, nói theo hành khổ. Rồi nè, sanh ra nè, xin thưa quý vị, không tự dưng mà nó sanh được. Giờ theo quý vị chứ, giờ quý vị muốn đẻ con cái là đẻ được không? Không, mà phải có điều kiện. Đó là gì? Phải có người nam, rồi là người nữ đó, phải tới thời kỳ kinh nguyệt. Đó, rồi cái gì? Có một chúng sinh, có một chúng sinh nào đó, đến thời kỳ họ đầu thai đó, mà tương thích với hai người này đó, thì lúc đó quý vị mới có đứa con nữa. Như vậy thì cái sự xuất hiện của một đứa con đó là tùy thuộc vào các cái điều kiện đó. Thì các cái điều kiện đó chính là vô ngã. Hay nói gọn hơn, nói rõ hơn, dựa theo cái bài học này là theo quý vị chứ, cái ông chồng của cái cô này ha, khi mà cổ có ông chồng vậy đó, tức là ông chồng phát sanh lên đó, đây là sanh ra là tướng vô thường nè. Đó, rồi sự xuất hiện của ông chồng đó, đó là khổ não nè. Rồi khi mà cổ có ông chồng đó là tự nhiên cái cổ muốn cái là có được liền, không xin thú gì, không đâu. Mà là cái gì, có cổ trong nhà đó, rồi là gì, cha mẹ của cổ thuê cái người đó tới làm, rồi cái người đó đó phải đi lui đi tới với cổ nhiều lần, có thấy qua thấy lại đó thì mới trở thành chồng vợ nhau được. Thì sự sanh ra, cái sự sanh ra, sự xuất hiện của cái ông chồng đó đó là nó ẩn chứa cả vô thường, khổ, vô ngã nè.
Thành ra cái sự mà chết đi của cái ông chồng đó cũng giống vậy. À, và chúng ta lại tướng vô thường, khổ vô ngã này nè, nó thể hiện ở tất cả các cái khía cạnh ở trong đời sống. À, ở trong đời sống. À, do đó đó, à, mình tu tập đó, thì mình phải ráng cố gắng ghi nhận hết tất cả các cái hiện tượng ở trong đời sống này. À, khi con mắt mình thấy, thì mình cũng phải ghi nhận để thấy ra cho được cái vô thường, khổ, vô ngã ở trong thấy. Nghe, ngửi, nếm, đụng cũng vậy. Tập từ vậy đó, xin thú vị. Cô này cô tập tới 100.000 đại kiếp lắm. À, thì cô mới thấy được cái sự sanh và sự diệt của các pháp nè. Và qua đó cô trở thành thánh, cho nên đó là cô trở thành người tốt hơn trước đó. À, thì mình mong muốn trở thành một người tốt hơn bây giờ nè, là mình cũng phải tập từ vậy đó. À, thì ước mong tất cả chúng ta cùng nhau tập để đến một lúc nào đó đó mình cũng được giống cô này, là mình trở thành một người tốt hơn bây giờ, tức là trở thành bậc thánh. Xin được chấm dứt cái thời giảng với đề tài là câu kệ pháp cú số 113 tại đây. Phước báo phát sanh do sự giảng pháp này, chúng con thành kính cúng dường đến nơi chư tôn đức, cầu mong các ngài an vui trong đời sống phàm hành. Xin được chia điều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư tôn đức. Mong quý vị được hanh thông trong đời sống, được tiến hóa ở trong Phật pháp. Phước báo khác xin được chia điều đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài. Những ai có thể tùy hỷ được, xin hãy tùy hỷ với công đức này để được tiến hóa an vui. Nam mô Bụt Thà Gia. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân đời Đức Tuệ Minh Mẫn đã giảng bài học số 113 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân đại đức Minh Mẫn và kính thỉnh đại đức Tuệ Đức chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và kính dân mít đích sư. Nam mô Bụt Thà Gia. Con xin đem mặt thay mặt chư tăng để phúc chúc phước báo đến toàn thể đạo tràng. Tê thà la tha su khi tha vi rôn ha bút tha sa se Aroga Sukhita. Dạ, xin xăm hóa. Tetharatha Sukhita Virunha Puttasa Sahai Aroga Sukhita Ho Tasaha Sappe Thinya Te Phi. Cầu mong cho các thiện tinh được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tân hoa trong đường Phật Đạo. Cầu mong cho các thiện tinh khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sithiya Chanagatha Sithamatu 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 Idang Phalang Etasming Ratanatayasming Sambasadana Che Taso. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn.